Sao? Con muốn hát gì? Rồi, 10 trả tiền. Rồi, hát cho mẹ nghe bản. Hát cho mẹ nghe bản kìa con bướm vàng, lẹ lên. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng. Xòe đôi cánh. Hát đi. What are you eating? It's called taco. Yeah. Is it delicious? No. Is it yummy? JD, is it yummy? Yes. Yummy on your tummy? Wow, what is that? It's donut. It's donut, yes. JD, what color is this? Plate. No, it's yellow. Uh-oh. Is it broken? Yeah. Uh-oh. Okay, come and I'll fix it. I'll make you a new one, okay? Give it back to me. Rồi, để bên đây. Okay. Let me cook the donut again, okay? No, no. Okay, what do you want to drink? JD, what do you want to drink? Con muốn uống gì? Uống gì? Gì lâu dữ rồi, gì gãi đầu rồi, gì rồi. Bứt tóc bứt tai rồi. Có uống không mà màu mèo quá lá hẹ dữ à. Cá bé. Gì cho tự nhiên gãi tóc ra. Cá bé. Hả? Cá bé cho cá kia mẹ. Hả? Không mẹ ơi cá. Trời đất ơi. Trời. Mẹ rồi. Muốn à. Mẹ ơi thành đầu buộc tóc rối rồi. Mà tại sao không cục tóc? Ủa bé chưa rồi. Hả? Bé chưa rồi. Cái gì? Mẹ. Hả? Bé chưa rồi. Là cái gì? Mẹ mất tiêu rồi. Cái gì mất tiêu? Dục đâu? Cái gì dục đâu? Dục cái này. Ai đâu dục đâu? Đâu có ai dục gì đâu. Mẹ ai dục? Ai biết? Mẹ ai dục? Mẹ đâu ai dục đâu đây nè. Cái dĩa nằm đây nè. Đâu ai dục gì đâu. Nè nè con nè. Rồi bây giờ muốn ăn gì uống gì à, đâu đừng ngồi lên đó đâu đâu té té. Muốn này. Muốn này là nào? Té 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 té. Bye bye. Bye bye. Bye bye trả tiền chưa bye bye. Ok. Ok trả tiền lại lên. Ừ. Đi đâu ở cái cửa hàng của ta mà đi nhào vô đây chi vậy? Hả? Đâu bộ tóc rối? Cửa lại. Ờ đóng cửa lại nữa ai mượn cửa hàng của tôi ai mượn đi vô đóng cửa lại giùm. Bye bye. Trả tiền chưa? Ok. 10 đồng. Rồi hát mẹ ngang bản. Nó không bắt chữ. Thì sao? Không bây giờ không lấy tiền trả tiền lại nè. Rồi rồi hát hát ngang bản. Rồi cho miễn phí lại lên. Hát ngang bản rồi cho tiền mẹ rồi cho bà cho bánh miễn phí. Sing me a song please. Oh oh, are you stealing my- Ôi, ai đây? Cháy. Cháy đâu hả? Đi, đi du lịch hả? Dạ. Trời ơi, có đi du lịch, có sách đồ kìa. Ông ơi. Sách đồ. Wow, cái chú còn để kiến lên được cái gì. Ớn chưa? Trời ơi, đeo kiến vô, đeo kiến vô. No. Sao hả? Đeo kiến vô. Oh. Wow. Ôi giời ơi. Đẹp quá. Oh wow, phong cách quá. Trời còn đứng giống chân nữa. Ủa ai muốn đứng giống chân chị trời. You pushed all the hair out of your wing. Wow, beautiful. Beautiful. Đi du lịch, đi du lịch. Du lịch mùa Covid thôi. Xin chào. Ai á, đi đâu á? Đi đâu á, con đi đâu á? Đây nè, phải về mới đẹp nè, phải về mới đẹp nè. Đó. Oh wow. Làm gì nè. Wow, đẹp quá. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Làm gì á? Trời ơi, bây giờ vậy mới đẹp nè, vậy mới đẹp nè. Đây nè. Yeah. Đẹp không? Đẹp. Đẹp gái quá. À, đẹp gái quá. Uh-huh. Wow.
And then you're so cool. Whoa, look at those cool. Làm gì này chơi, làm gì này chơi. Those are Captain Marvel sunglasses. Wow. What is it called? Donuts. Yeah, well, I almost thought you said cupcake. Ready? Yes. Ready? Wow, chơi ăn gì á? Yeah. How many? How many? Can you count? Con đếm đi. How many? One, two. Three. One, two, three. There are three donuts. Có ba cái bánh donut phải không chị? What color is this? Black. No, it's chocolate. It's brown. What color is this? What color is this? Blue. Blue, yeah. What color is this? White. White. Good job. Baby, you gotta say it in Vietnamese. I want her to know the colors in Vietnamese. Màu này màu gì? Màu gì? Màu blue. Màu xanh. Màu xanh dương. Con nói đi, màu xanh dương. Màu này màu gì? Bác này. Biết rồi, mà màu gì đây? Chơi màu này màu gì? Trời, nó đeo đồng hồ rồi dữ dằn dữ tợn không? Người nhỏ làm việc lớn đó. Màu gì đây? Màu donut white. Màu donut white hả? Màu đó tiếng Việt gọi là màu trắng. Wow, ngon quá. Chơi mặc cái áo hôm nay màu đẹp quá. Cái áo con là Daddy's Girl. Là con gái của ba. Đồng hồ đẹp quá, chay này là quá trời màu sắc luôn. Mine hot. Cái gì con? Mine hot. Okay, hot. Con thử coi. Con thử coi. Con chay ăn hết mà chay thử coi cái nào chay thích nhất. Hot. Chay. Rồi, con ăn thử đi rồi mẹ hỏi coi con thích cái nào nhất nha. Sprinkle. Yeah, this is called sprinkle. I like donuts. You like donuts? Yes. Nó nói I like donuts. có nghĩa là con thích donut. I like donuts. Good job, JD. À, ăn là chỉ ăn cái sprinkle ở trên thôi chứ còn mà cái bánh là không ăn. Vậy thì cái đó đâu phải là I like donut đâu, cái đó là I like sugar. Phải không chị? Ăn mà ăn cái ở trên này đâu phải là con thích ăn donut, là con thích ăn ngọt. Ôi ôi, con nó cạp à, nó cạp đường kìa. Mới sáng sớm bữa nay được dậy sớm nè cô chú. Bữa nay mới 8:30 dậy rồi nè, sớm nè. Rồi sao không ăn này? Sao không ăn cái quay? Bà có màu red ở trong đó nữa hả? Cái này giống như cái kẹo cớm của Việt Nam mình vậy. Nữa đi. Ngon. Tôi nói sao? Nói sao? Dính ra. Thôi, đeo đồng hồ muốn hết cái bàn tay luôn. Thì sao giờ ngồi lên hay gì?
Không ăn đâu rồi, không ăn nước hả? Gì chứ giờ làm cái gì? Làm đồ chơi hả? Vậy mà nói ai like đâu nè, xạo. Ừ, vậy chơi đồ chơi. Đi đâu con? Are you thirsty? No, mommy. Mommy, what? Ouch! It's so loud. Điếc lỗ tai hả? Trời. Đàn hả? Đàn điếc lỗ tai hả? Nhưng mà bây giờ con biết con làm gì không? Trời. Chị đi. Go wash your hand. Oh. Yeah, it's dirty. Đi rửa tay đi con. It's sugary. Chị đi. Đi rửa tay. Cho con ngồi rồi, ngồi bẹt cái. Ngồi xếp bàn coi. Chị. Ngồi, ngồi ngồi lại nè, ngồi xếp bàn lại, xếp bàn lại, mày chỉ nè. Xếp bàn lại đó, chân kia, xếp lại. Đúng rồi, đó, đúng rồi, ngồi xếp bàn vậy á. Làm gì vậy? Ngồi coi thẳng vậy. Mở này lên. Mày sao? Con hát đi trời. Ờ hết. Con ba, con nè. Ê, cóc nè. Ừ, nhưng mà bây giờ đi rửa tay đi. Không đi rửa tay nữa hả? Đi để mày lấy khăn mày lau tay cho chay nha. Giờ là ngồi dậy sớm này, chắc chút nữa ngủ sớm nè. Chút nữa chắc cỡ 2 giờ đi nap được rồi nè. Bây giờ đi nắp được rồi. Bye goodbye. Bye goodbye. À quạt á hả? Quạt cho mát á hả con? Quạt mát. Quạt mát mẻ hả? Ôi trời ơi mát quá. Trời ơi cái tay bàn tay nó xi đường không đến nó đụng vô mặt tôi. Tích chạch à. Thôi đi rửa tay nè. Ai ai gọi con? Mẹ gọi. Mẹ gọi nào, alo coi. Alo mẹ coi. Cái này là thời lúc mà chay còn nhỏ xíu, nhỏ xíu mới ngủ mới vừa đẻ luôn á chay. Mặc áo màu đẹp dữ sợ không? Nổi ghê. Mặc quần Việt Nam nè. Quần này là tiện nhất luôn á. Cái gì vậy? Con làm gì đi đầu mẹ chay? Làm gì chay? Con làm cái gì đi đầu mẹ? Chay làm. Rồi chay dọn đồ chơi vô cho mẹ coi. Dọn đồ chơi vô. Bỏ mấy cái đồ chơi này vô cái thùng lại lên. Ủa sao cái quần con mẹ mới thay mà đang làm gì cái quần dơ rồi chay? Hả? Mẹ đâu có mua bánh đâu mà con bán bánh cho mẹ. Mẹ chỉ cần con dọn đồ thôi. Mẹ muốn này. Muốn nào? Con biết cái đó để làm gì không? Chay nhìn mẹ nè, nhìn mẹ nè. Chay nhìn mẹ nè, con biết cái đó để làm gì không? Cái này là để nhảy dây. Con có biết nhảy dây không? Con bỏ mấy cái, con lụm mấy cái đồ chơi con bỏ vô cái thùng cho mẹ đi, lẹ lên. Đâu, lấy đâu hả? Đó, hèn chi chui vô trong đó mà kêu đừng có bị bụi dơ quần áo sao được. Trời quá. Cái con biết cái đồ chơi đó là ai mua không? Ai mua quá à. Đây, cái đó biết ai mua không? Dạ. Cái đó hồi đó là mẹ đi làm, khách mẹ mua cho con đó. Cái cô đó mua cho con đó.
Đúng rồi đó, chạy vòng 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 đi cho mệt đi. Hát tiên cho đường đòn. Tôi thấy chạy nhảy đẹp chưa? Mệt quá hả? Dạ. Em mượn chạy chi rồi nó mệt. Mệt quá nè. Em mệt quá. Ủa mẹ đâu kêu con làm đâu, ai mượn con làm chi con mệt. Mà kệ đi, vậy mệt mới khỏe không? Mệt trước khỏe sau. Giống như cuộc đời vậy đó, khổ trước sướng sau. Đúng rồi, giỏi quá. Chị đang chạy vòng tròn. Vậy chị đi, you running in circle, right? Ba đâu rồi? Ba đâu? Ba đi về rồi. Đi đâu? Ba đi đâu không? Ba đi đâu? Ba đi đâu? Chị đang đi bán hot dog của cô chú. Mới tắm xong nên xả tóc cho nó khô. Hiện tại bây giờ là 2:15 trưa. Kệ nó, cho nó chạy vậy đi, cho nó chạy vòng 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 đi, chứ cỡ 3 giờ mấy 4 giờ cái nó buồn ngủ, cái nó đi ngủ. Nó ngủ cỡ chừng tới 6 giờ vậy. À. Tự làm con, ok. Con nắm đầu bên kia đi. Mẹ nắm đầu xong, con nắm cuối xong. Uống chung dòng nước là hai mẹ con mình xong luôn đó. Rồi, hai, ba. Đúng rồi. Ủa sao biết cái này là chơi vậy hay vậy? Hả? Sao không biết? Rồi, nhảy ra. Đúng rồi, quay quá. Nặng nha, cái này coi gì chứ nặng lắm á nghe, rớt xuống là đau chân đó. Cái này hồi đó mẹ mua cách đây mấy năm trời rồi đó chơi. Hồi đó mẹ còn rảnh, mẹ còn nhảy dây, chứ bây giờ mẹ hết nhảy dây rồi, giờ mẹ bắt bướm luôn à. Nhảy đi, nhảy cho mệt đi ba. Chơi ở nhà chán chưa chơi? Hả, chơi bữa giờ chơi ở nhà chơi chán chưa? Còn sao cho thời tiết cho nó ấm ấm lại lẹ đi, chứ còn lạnh hoài và mệt quá. Ha, giờ này mà còn lạnh miết luôn, gần cuối tháng 5 rồi. Có lộn gần cuối tháng 4 rồi. Tôi cầm nè, mày cảm ơn nha. Đi cầm kia, đúng rồi. Sách đu tiên cà liên bi ra hư, cột qua kèo là kèo qua cột. Thôi hát bài Kìa Con Bướm Vàng đi. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng. Chị hát đi. Rồi sao nữa? Em ngồi xem, hay quá. Thôi đừng có hát nhạc đó nữa, mình hát nhạc tuổi thơ ấu của mình đi. Hát nhạc Việt Nam đi. Con chay này chứ nó khóa nhạc Mỹ, không có hát gì hàng Việt Nam nè. Chứ nó hát nhạc Việt Nam, ít hát lắm nè. Nên là cô chú đừng có sợ sau này chay không có nói được tiếng Anh. Tiếng Anh của nó là sau này là thôi á, nó nhấn ra chỉ cần mà học lớp, chỉ cần nó đi nhà trẻ cỡ khoảng một tuần lễ thôi là tiếng Anh của nó là đã nhấn ra, nó bỏ mẹ nó xa là 100 thước luôn, chứ khỏi cần mà để nói nhiều vậy đó. Sau này chay phải chỉ lại mẹ tiếng Anh nữa chứ. Giờ nó còn nhỏ mà bà đặt xạo xạo chỉ chạy dạy thôi vậy đó, chứ không mấy chị dạ hả. Chạy lại hỏi chay chữ này chữ gì chay. Con dịch giùm mẹ cái lá thư này đi chay. Lúc đó nó nhìn vô mặt nó nói cho vừa. Rồi. Kìa con bươm vàng, kìa con bươm vàng. Tới chay. Chay hát đi. Từ từ phải không? Rồi hát đi. Kìa con bươm vàng, kìa con bươm vàng. Tới chay. Thôi chị không hát mày không làm nữa. Hát đi.
dữ không? Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng. Hát đi chạy xe gì? Nó thích quấn người nó vô vậy đó. À mấy cô chú hồi bữa có thấy có nhớ cái có cây sợi dây ngay chỗ này không? Mà chay ưa quấn quấn vô, Ngọc cắt cái sợi dây đó rồi đó. Ưng quấn vậy đó, ưng lại quấn tay quấn cổ nó đó. Giờ lấy dây này quấn vô nè. Rồi, rồi đeo luôn đây. Đẹp quá. Tự làm luôn đây rồi, con tự làm luôn đây. Chơi dàm sao? Muốn đi đâu ra? Muốn ra đâu? Muốn ra đây. Ủa? Ủa chạy ba đâu chạy? Ba đâu? Chạy chạy chó chạy, cút bờ kìa chạy. Cút bờ đi đâu á? Con hát đi. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng. Chạy chạy đi. Chơi hát sao? Xe đôi. Thì cái chú kia đi chợ về kìa chay. Chú kia đi chợ về kìa. Ở ngoài kia có con ngỗng đó đang bơi bơi kìa chay. Con ngỗng màu trắng á, con thấy không? Cô chú nói chạy hả? Coi chú kia nói chạy hả? Quay clip chạy còn cả tiếng cũng không chán nữa. Cô chú thấy hôm qua mẹ chay edit video của chay cười xỉu không? Chay là thợ chụp hình là nổi tiếng luôn á, nhưng mà giận đâu. Mong mong một cô chú nào muốn chụp hình thì cứ xếp hàng lại cho chị chụp cho. Chay chụp chay không có lấy tiền đâu. Cho chay cây son môi được rồi. Hả chay hả? Trời ơi hay. Đời chay không cần gì nhiều á, chay chỉ cần có một cây son để tô đậm cho tô đậm cho. Bướm muốn bay 23 vòng. Mẹ cầm. Mẹ đang cầm nè. Rồi hát kìa con bướm vàng. Dạ chưa. À từ 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 từ. Hát thôi. Giờ hát này. Thôi sao. Thôi hát được con bướm vàng à. Đó đó quấn nữa. Đó cho luôn đó. Chay, ai mua? Mẹ mua. Không phải, cái cô kia mua. Ai mua? À đúng rồi, sẵn tiện có cô chú vô hỏi cái con ghê ghê là cái con gì mà nó sợ cái con ghê ghê. Thì cái con ghê ghê này đó thì theo như mà cái đầu óc của những đứa trẻ mà nó rất là phong phú đó cô chú. Thì nó là tất cả các đầy đủ tất cả các hình dạng kích thước. Không có tóm gọn vô một cái con nào đừng là ghê hết. Mà nói chung là con nào mà nhìn thấy mà tự động mà thấy sợ là con nó ghê à. Nên chứ là không có một cái định nghĩa là cái con ghê ghê là nó phải nhìn ra sao nó mới ghê. Có mấy ngày nay Ngọc lên Facebook còn có đọc mấy cái câu của mấy bạn á, về cái bài mà bắt kim thang phải không? Gì đó. À, không biết thì không, các bạn không biết là các bạn hỏi cái câu là không biết là chú bán ếch ở lại làm chi. Không, còn không biết sao chú bán dầu mà qua cầu bị té nữa. Cái câu đó thì Ngọc biết á, bán dầu mà qua cầu bị té là khi mà bán dầu á thì người ngợm đồ dính dầu hết á, qua cầu á trơn quá đó té, là cái đó là lý do té là do bán dầu. Rồi mà cái còn mà chú bán ếch ở lại làm chi là chịu thua luôn á. Không ai trả lời cái câu chú bán ếch ở lại làm chi á, mấy bạn vui thiệt chứ. Chay, chú bán ếch ở lại làm chi vậy chay? Con nói con chú nghe coi, chú bán ếch ở lại làm chi? Có khi nào chay là người có thể giải thích được chú bán ếch ở lại làm chi không ta? Rồi bây giờ mày hát bài bắt kim thang cho chay nghe nha. Bắt kim thang cà lan bi rờ, cột qua kèo là kèo qua cồng. Chú bán dầu qua cầu mà té, chú bán ếch ở lại làm chi? Con le le đánh trống thổi kèn,
Con bìm bịp thổi tò tí te tò te. Chị hay thấy bài đó hay không chị? Nhiều lúc chắc mọi người á, Ngọc cảm thấy là ví dụ như người coi có người này người kia, nhưng mà nhiều lúc sẽ có người coi là cảm thấy hơi phiền vì Ngọc hay hát, hát cái này cái kia cái nọ, nhưng mà Ngọc chủ yếu Ngọc hát mấy cái bài này để cho con chay nó vô cái tâm của nó thôi, nó không chú ý hay là nó chú ý, nhưng mà thì giống như mưa dầm thấm lâu á, từ từ cái nó thuộc luôn mấy bài này, chứ không phải là Ngọc khùng ba trợn mà Ngọc hát biết.